Hello hello, xin thân mến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã đến với video tiếp theo này của em. Hôm nay tiếp tục em sẽ làm một cái video đang đi xới vườn đấy các bác ạ. Đó. Hiện tại thì đây nó là một cái mặt bằng ngày trước người ta đã xúc cái đất đi rồi nhưng mà bỏ hoang đấy các bác. Đấy, nó còn có cả cỏ, cả đá đây này, dưới phía dưới này là đá này. Ở hẳn phía dưới này ấy, là một cái mặt bằng mà hôm trước thì em Hạnh em mới lái hộ mình thì em mới làm cái mặt bằng ở phía dưới này để làm sân nhà kho đấy các bác. Khá là rộng và bằng phẳng rồi. Thì vừa rồi thì video trước thì mình cũng có làm một cái video ở đằng sau của cái nhà trên kia, nhưng mà ở trên đó thì anh em nào chưa xem thì vào cái video hôm qua nhé. Bây giờ cái xới tôi lên cho bác chủ nhà ở cái vườn này để cho bác cái giống ngô đồng cây này. Đằng này thì đất nó rất là ẩm mềm nhưng mà đằng phía ngoài thì nó lại cứng. Đây thì mình cứ đảo mặt bằng nó đã phẳng rồi thì mình cứ đảo lên thôi, đảo chuẩn của cái đất này lên thôi. Thì cái chân cần của mình hiện tại nó vẫn đang bị kẹt bạc, nó vẫn đang kêu, rất mong anh em thông cảm. Mình cũng chịu khó bơm mỡ lắm nhưng mà bạc nó hỏng không vào được, mỡ nó không vào được cái phần bạc chân cần. Cái này thì nó lẫn cả cỏ này, nãy gạt qua rồi nhưng mà nó chưa hết được cái phần cỏ phía dưới. Là sờ sờ này cho nó nhất nó vỡ đất, thứ hai là nó bằng. Cái này thì sau này người ta sẽ có một cái máy phay nữa, thay cho đất nó tơi lên, bởi vì là nhiều khi cái máy của mình nó không làm được nhỏ đất đấy. Giống ngô giống như là người ta cần cái đất nó nhỏ. Cái này thì nó có rãnh mương này. Cao một chút nhưng mà không sao cả, mình vẫn đi được. Cái này thì mình cũng không làm ra đến mép đâu, làm ra đến mép thì nó lở, sau này nó lở cũng dưới kia là cũng không tốt. Alo, sao nè, sao rồi, sắp xong rồi, tí rồi còn nuốt cái bệ máy đây thôi. Cái sơn này dây điện để sang đón máy các bạn. Thank you.
mình lại chơi kiểu mình đi lên trên này thì nó lại đi xuống. Nó bị dốc. Sới được cho nó đều. Này thì ra mình trèo lên đây thì mình phóng xuống. Nó sẽ được sử dụng gọn hơn. Nó nói là mình phóng kia chỉ đi thẳng xuống thì hợp lý đó. Thank you.
mình xin kết thúc cái video đây, hẹn gặp lại tất cả các bác ở video sau nhá. Ok, thân mến, tạm biệt.